Vâng, xin thưa tất cả các đồng đạo, Thanh Long xin tiếp tập 17, chương 17, Sấm Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong khi cơn giông tố bão bồng, Hội Long Hoa là một trường thi hay một phương tiện dành cho kẻ hữu duyên, người hiền đức, những người thiện căn cùng dân lội thoát qua cảnh đời thượng ngương tái tạo. Nhưng có thơ rằng: gà lễ mẹ, gà kêu chiếu chít, mẹ túc con xúm xít hợp bầy. Ẩn mình dưới bóng mẹ đây, che thân qua khỏi ó bầy xớt đâm. Kìa đường rậm phố hầm đầy rẫy, con ham ăn chạy bẫy hụt chơn, chó chồn sư tử chật hờn, nếu con hờ hững xác hồn phải tiêu. Mẹ tóc con tiếng kêu ríu rít, hiệp chung đồng khấn khít tình thương, ham mồi con phải lạc đường, kề gần bên mẹ lo lường bình an. Lão dông tố lời tràn ẩn ý, chữ hiền tôn nghiêm nghiệm lý tiên tri. Xét xem sẽ rõ thời kỳ, niên này sắp đến những gì xảy ra. Hữu phước gặp đạo nhà khai mở, sẵn duyên lành mới nhớ đường tu. Mau lo công quả công phu, công trình đầy đủ muôn thu hưởng nhào, lý đại tiên trưởng. Và tiếp thơ rằng: đời hỗn độn thú người lộn lạo, cảnh hạ ngương gian xảo mỹ tà, khiến nên nhân loại bất hòa, thiên tai giáng xuống cùng là nạn nhân. Ai người tỉnh nấp tu thân làm gốc, kẻ mê đời lăn lóc theo đời, chịu nhiều sầu thảm nhiều nơi, biết bao ách nước tay trời đến dân. Ấy là cuộc xoay vần giáp mối, đêm tới ngày hết tối sáng ra, hữu duyên mới gặp đạo nhà. Ráng lo tu học Long Hoa giữ vào, cơn biến chuyển binh đao khắp chốn, lúc khổ nghi hỗn độn kinh hồn. Người tu hiểu rõ trần gian là nơi mộng ảo đêm tàn có chi, đường đạo đức mới thì quý báu, đạo cứu đời tái tạo thượng ương. Thiên cơ đã rõ tuần hường, khá tua giữ chặt kêu sơn một lòng, trọn đức tin mới mong cứu vãn. Đức tin là nền tảng người tu, tin trên có đức phụ từ, tin phần vô ảnh khắp nơi bên mình, phần thiêng liêng vô hình nào thấy, vì mắt phàm che đậy mũi mê. Không tường linh điển phủ phê, che người đạo đức lánh bề họ tai, chỉ có đức thoát rầy nạn khổ, dù đạn tên súng nổ bên mình. Cùng là giữ đạo đức tinh, có thần độ mạng, có mình cơn nguy. Nhờ biết tu trước thì lập đức, lập đức là ra sức quả công, công trình chí quyết một lòng, công phu tịnh định lóng trong thân phàm. Người tu học lo kham chơn đạo, hiểu luật trời quả báo chẳng sai, nhân nào quả ấy trần ai, gieo chi gặt nấy hưởng rầy phước duyên. Đời cùng khổ biến thiên cùng tột, cuộc loạn này mai mốt trị bình, ấy cơ biến chuyển nhân sanh, thạnh suy bị thới nhân tình thế gian.
nhà tu học rõ đàng chân lý. Chân lý là xa kỷ vị tha, muốn cho nhân loại bình hòa thì toan xả kỷ vị tha độ trời. Muốn độ đời trước thời tự độ, tự độ rồi giác ngộ kẻ mê. Chữ tâm chữ tánh một bề, tâm yên tĩnh lặng quy về cùng cha Thái Thượng Đạo Tổ. Tại sao mở lò hội Long Hoa? Lão nhắc hết những lời kinh sấm, cho tỏ tường kính trọng hạ ngương, cho người hiểu biết nguồn cơn, cho người lý tuần hường hóa công. Tại sao mở Long Hoa tại thế? Bởi vì đời hư tệ nhân luân, chẳng tuần tùy mỹ tục phong thuần, tam can hư hội ngũ thường đảo điêu. Đời như thế đâu yên ổn được, đời như vậy ác trược dãy đầy. Nên trong tam giáo giải bày, đời cùng mạt kiếp không sai sắm chuyện. Kìa thánh kinh thi thiên chúa đệ, trong 2000 tận thế gian này, tái lâm chúa xuống nơi đây, để mà thưởng phạt nhân loài các nơi. Nay mới rõ kỳ thời thiên định, nên đạo thời chấn chỉnh sửa đời. Vậy cho ra vẻ con người, hạ ngương chấm hết thượng đời lập nên. Đạo cao đài lập nền chánh đại, học từ bi bác ái tam quy, ngũ giới tứ đạo đây thì, chỉ còn lục đạo mới thì thương yêu. Quang Thánh Đế Quân. Hội Long Hoa là ngày phán đoán, rồi đây sẽ có hội Long Hoa để chọn người tài đức. Chỉ có người tài đức mới đi đến hội Long Hoa, còn những kẻ hung ác thì đều bị hủy diệt. Hiếm hoi cuộc thế xoay vòng, Long Hoa đăng bảng phong thần chẳng lâu. Thấy đời có biết gì đâu, không lo luyện tập đạo màu thoát mê, chỉ mang tội lỗi nặng nề, trong vòng tứ khổ khó bề lánh tay. Cuộc trần nhiều lối trong gai, trời hâm trước khéo lạc lòi mạng nguy. Như thế đủ thấy hội Long Hoa là một hội lập ra trong thời kỳ tận diệt để chọn người hiền. Một cơ hội hiếm hoi, mấy muôn năm chỉ có một kỳ. Hội được lập ra vì con người đã gây ra nhiều tội lỗi, cũng như nhà ngục sở dĩ có là vì đã có người phạm tội như vậy. Ai cũng có thể hiểu hội Long Hoa là ngày phán đoán ai mưu tà chấp trước quỷ bị đọa đầy. Bằng phong thần trước mắt, cuộc dữ dằn là cuối buổi tương lai. Đối với kẻ ác, hội Long Hoa là một cuộc phán quyết. Nhưng đối với người hữu đức, hội Long Hoa vốn là trường thi để tạo trang đạo cao đức cả. Và có thơ rằng, Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn thần thông, điểm đạo nhân sanh thoát não nồng, mở cuộc Long Hoa chiêu thánh đức, hưng truyền chân lý phước cao phong. Cho nên những kẻ hữu căn hữu phước, khá lập chí lo tu luyện cho kịp hội kỳ, và là một cơ hội hiếm hoi, mà lại là kỳ đại xá nam bang hữu phước, muối chương chân truyền gặp
được là mấy. Dầu người có tội tình mà biết ăn năn hối cải, lo lập đức tu thân cũng đều được ân xá. Huống chi chính Nam Bang là nơi hưởng phước hơn hết. Có thơ rằng: lo hướng thấu đáo đạo huyền huy, từ thuở năm xưa chẳng dám bì, một nước nhỏ nhen trong quạng vóc, ngày sau làm chủ mới là kỳ. Đó là một cơ hội hiếm hoi cho những người hữu phước, nên Phật tiên tri khuyên chúng ta phải sớm cải ác tùng thiện, kiến trí tu hành cho kịp khỏi long hoa, để cho khỏi xa đọa muôn trở. Đời vừa gặp lúc hạ hương, trong điền trang trương hải tùng vườn vòng xoay, thiên cơ khó nổi giải bày, mây duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba. Ráng tu gặp hội long hoa, thế rồi một kiếp đọa xa muôn đời, dấu cho vật đổi sao dời, tu hành cũng được Phật trời chở che. Nhưng khi hội long hoa đã mở, những người hiền đức đã được chọn, đời sống tương lai sẽ ra thế nào? Đây là một điều Đức Cao Đài Thượng Đế cho biết. Đạo Phục Hưng là vì lòng bác ái, từ bi. Thầy thấy cuộc tuần hường hầu mãn, cơ dĩ định cận kề. Không lẽ để đám con thầy phải chung chịu trong cuộc tan điền thương hại, mà bị chôn lấp cả xác thân và hồn, nên mới giáng thế Phục Hưng chân truyền, để chỉnh đốn đời u lệ, trở lại đời nghiêu thuấn, cho người rõ đạo đức tu hành, hầu thuận theo thiên lý mà bỏ giữ làm lành, kiềm nhân dục để xa đường tội lỗi. Chỉ biết đời hậu lai sẽ như đời nghiêu thuấn, hay hơn nữa dựng đời ngũ đế tam hồn, trăm nhà muôn họ vững vàng thảnh thơi, chưa ai thấu đáo cơ trời. Rồi ra đến kính báo lắm lời dị đôn, từ bài cơ đốc giáo đến đây lược trình trong quyển Tổng Thế Hội Long Hoa của tác giả Vương Kinh. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin làm hết tập 17 và tập 18 là phần thứ 3, cũng là phần kết. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Cũng không quên cho Thanh Long một đăng ký và nhấn chuông để xem 20 video nói về sấm trạng tình. Nếu các bác nào có quyển sấm trạng tình quyển chính, Thanh Long xin mượn và review hết cái quyển đó. Xin cảm ơn các bạn, và cảm ơn trước nếu bạn nào có quyển sấm trạng tình quyển chính, xin hãy điện thoại dùm cho Thanh Long Vlog là 0384444119. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn. Chúc tất cả các bạn, các đạo hữu gặp nhiều an bình trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn. Thank you.
Thank you.
Thank you.